Thì ngày hôm nay thì lại tiếp tục với cái series Angry Birds nha. Angry Birds là Power Trouble. Rồi nha mọi người. Kiểu trước mình có chơi. Đấy, khoảng từ từ. Phải game lag, game lag thì phải. Lag con mẹ. Ok, giờ quẹ rồi. Giờ thì quẹ rồi. Game rồi. Giờ đi quay lại game rồi nhé mọi người nhé. Hôm trước mình có chơi giả màn số 2. Từ từ đang không chạy, cả đang không chạy. Từ. Tốc nào. Lúc bị mất sức mạnh là mấy con này chỉ biết kêu thôi. Làm sao dậy đi John. Ghét mấy con này. Lúc bị mất sức mạnh mới là chết kêu thôi. Không được. Game này, game lag nha quý vị thông cảm. Rồi. Đây. Rồi. Mày xong rồi ạ, mày xong. Rồi. Ủa cái gì? Từ mèo. Xem đi. Chết. Rồi. Easy game. Cái này mình chơi game mình chưa để làm trường hợp này trường hợp game lúc mất sức mạnh thì con này mấy con này chỉ biết kêu thôi. Chết chưa. Đáp rồi quý ơi. 1, 2, 3. Cuối cùng thì cũng được đáp này. 2, 3.
Được. Mấy cái này chỉ biết kêu thôi. Cái game khác là lúc nào cũng gặp trường hợp game khác. Yeah, chết. Chết rồi con kia đi. Không được. Mấy con này chỉ biết kêu. À, con kia chết nó đi chứ. Đùa. Đây. À đi. Đùa chắc. Hay là mình nhắm xuống dưới này. Được. Rồi. Quá lại. Chết. Không được. Bố mày sợ mày quá. Chết đi, hai con lại thôi. Đi. Ôi. Kệ. Rồi. Thôi kệ, đừng để ý mấy cái thứ rồi nha. Mình nên tập trung vào chơi, không nên mấy thứ rồi nha. Rồi. 1, 2, 3, tập tốc. Không được. Rồi. Còn hàng trên thôi. Làm sao mẹ mày làm sao? Kẻ 200 cũng được. Con này phá được gỗ nhưng con này không thể phá được kính. Rồi.
chết nha. Oh yes. Ba anh em chim xanh đã lấy được cho lại được chiếc mạng rồi. Và chúng ta sẽ chơi. Ba anh em chim xanh nha. 1, 2, 3. Phân thân. Hơi bị dễ. Hơi bị dễ phải không quý vị? Phân thân. Yes. Nhận được quả trứng vàng. Nhận được một quả trứng vàng. Gì đây? Chăm lên cả sạc. Gì đây? Gì đây? Nói với chị rồi. Không được, không được, không được. Hơi bị khó đây nha. Hơi bị khó đây nha. Nên làm gì đây? Chúng mày nhờ một bố à? Chúng mày nhơn, chúng mày nhơn, chúng mày nhơn. Thôi bỏ qua. Rồi 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 rồi. Chết này, chết, 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 chết. Ô tuyệt, tuyệt. Chất chơi người rồi. Khoan có người. Chắc là vừa vừa lắm. Chắc là vừa lắm cả nghe đi. Ôi. Thôi được, 1-6 cũng được. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Ơ đùa. Chết đi chứ. Nó này chỉ biết kêu. Mấy con này chỉ biết kêu rồi. Bao nhiêu sao này? Xuất sắc. Xuất sắc nhận được 3 sao. Đi. Hỏi bất tâm. Ở bên dưới còn một con chú chết. Mình nghĩ mình nên giết nó hả? Rồi. Thôi kệ. Quên chuyện này đi thì thôi. Quên chuyện nhận 3 sao đi còn hơn. Thế ra mà nó phải rơi xuống người con. Thế ra nó phải rơi xuống xuống cái người con. Đùa 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 đùa. Không được không được không được không được không được. Đúng rồi, chắc đúng. Ô. Chắc chắn được. Hoặc là không. Hình như đúng rồi. Hoặc là à, thôi 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 thắng rồi thắng rồi thắng rồi.
khỏi bạn tâm. À mày gì chưa chết này. Vẫn phải quên xem gì, quên chuyện là đa phần. Bán tem. Còn phải xông thẳng vào kia để... Ui đi! Chưa gây. Xông thẳng vào! Tuyệt! Ô, bom lấy lại được chứ nào. Boom. Oh, một con chưa chết à? Thôi chơi ạ. Boom. Vậy chúng ta đã hoàn thành xong tập 2 của Angry Bird Power Trouble. Không biết tập 3 có gì mới lạ không? Chúng ta cùng được xem nhé. Cảm ơn quý vị đã xem. Hẹn gặp lại quý vị ở các video sau. Bye bye.